Trước tiên, phải khẳng định rằng đây là phiên tòa mang tính nhân văn và khoan hồng. Tất cả các bản án đều được giảm nhẹ. Mức án mà tòa tuyên cho các bị cáo là nhẹ, thậm chí là quá nhẹ. Viện Kiểm sát và chủ tọa đều khẳng định là việc thay đổi tội danh cho các bị cáo và kể cả việc xem xét tuyên mức án chung thân cho Lê Đình Doanh đều xuất phát từ tính nhân đạo. Chỉ có 2 án tử và có đến 14 án treo thì chả nhân đạo còn gì nữa. Tất nhiên, chả có cái gì tự nhiên được như thế. Đó là nhờ trong suốt quá trình điều tra và trong ngày xét xử đầu tiên, các bị cáo đã thành khẩn nhận tội. Nói thế để khẳng định rằng việc các bị cáo không bị xử kịch khung không liên quan gì đến nhóm luật sư cả. Nói gì thì nói, kể như Lê Đình Doanh mà cũng bị án tử thì vụ này nhà Lê Đình Kình coi như đi 3 đời. Tôi cho rằng Viện Kiểm sát và tòa đã rất có tình, có lý. Tất nhiên, nhóm luật sư cũng cố gắng biện hộ để chứng minh rằng không có yếu tố nhân đạo ở đó, nhưng chủ yếu là để vớt phát tí danh dự, rằng thì đó là chiến thắng của họ. Nhưng thật ra, Viện Kiểm sát thông báo thay đổi tội danh từ trước khi các luật sư bắt đầu bào chữa. Thế thì liêm sỉ đâu mà kể công với cán. Thêm một chân lý nữa được khẳng định qua phiên tòa, đó là án nặng hay nhẹ, tất nhiên phụ thuộc vào thái độ của bạn, thành khẩn hay không thành khẩn trước tòa. Lê Đình Công từ đầu đến cuối, quanh co chối tội, khai báo gian dối nên nhất quyết phải được tử hình. 19 bị cáo khai báo thành khẩn, lại biết nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân, thậm chí nhiều lần được thay đổi tội danh và giảm mức án. Bùi Thị Nối được nhóm luật sư bào chữa đặt trọn vẹn niềm tin trong việc phá rối ở phiên tòa Đồng Tâm. Là con gái nuôi của Lê Đình Kình, bản tính dễ bị kích động, hành vi vi phạm ở nhóm giúp sức chưa đến ngưỡng quá nặng. Chính vì thế, Nối được chọn để gây rối tại phiên tòa Đồng Tâm vừa qua với lời hứa hẹn: hãy tin vào khả năng bào chữa của chúng tôi. Và Nối đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi liên tục có các hành vi gây rối tại phiên tòa, bị tòa nhiều lần đưa ra khỏi phiên tòa để đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng các luật sư lại không làm đúng lời hứa của mình, ngoài một vài bài viết nâng bi, khen ngợi qua loa trên Facebook cá nhân của họ. Kết cục của niềm tin đặt sai chỗ thì ai cũng biết. Khi tòa tuyên án, ngoài 2 án tử hình và 1 án chung thân, thì đa số các bị cáo được tuyên án nhẹ hơn đề nghị của Viện Kiểm sát. Có lẽ một phần vì họ đã từ chối hoàn toàn sự trợ giúp của hợp tác xã kịch khung. Hội đồng xét xử cũng tuyên trả tự do ngay tại tòa cho 14 bị cáo nếu không bị tạm giam trong vụ án khác. Duy nhất bị cáo Bùi Thị Nối có thái độ không đúng mực, lại được một số luật sư ngáo trên Facebook tung hô nên đã được hưởng mức án 6 năm tù giam, trong khi Viện Kiểm sát đề nghị 3 đến 5 năm tù. Một cái kết đi vào lòng người và rất hợp với truyền thống kịch khung của nhóm luật sư. Hy vọng mấy hôm nữa đến phiên xử mẹ con thằng bán cua thì anh em tổ toàn thua phải thể hiện được chút gì đó, phải để lại dấu ấn của mình trong việc kịch khung hoặc vượt khung chẳng hạn. Chứ như vụ này, anh em mờ nhạt quá. Bùi Thị Nối và niềm tin vào luật sư bào chữa.